tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Và trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Thế là con bị gài đúng không? Vâng, cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Sau con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu. Thế là cậu đừng có sợ, vì chồng con bê con lên cái lan can như chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu. Bây giờ cậu có đồng ý không? Bây giờ giới thiệu về mình đi nào. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997, hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Con chào cô chú ạ, con tên là Nguyễn Ngọc Huyền, con cũng sinh năm 97 ạ. Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm marketing freelance. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xếu ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn đang đá bóng ở dưới. Sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy, thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, thì hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Lúc đấy là có con với là một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến, thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. Hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao đội mà con yêu thích, Barcelona. Với dáng dấp của cổ là con có thấy xinh không? Có thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Con thích kiểu bé bé. Con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Rồi Dũng ơi, dạ. Sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập. Hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Có số điện thoại con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi, chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng, xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá. Mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con, hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật. Đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình? Phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. con bị gài đúng không? Vâng. Cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10. Thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa, thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo thế nào lại ai tỏ tình rồi nhỉ? Con sợ, con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi... bạn là nhiều người á hả? Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng hoa cho các bạn nữ. Bọn con dai ấy là nó xếp hình trái tim. Vâng. Đúng chắc rồi. Ông này đầu tiêu. Lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là chương trình tặng hoa 20 tháng 10 vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Thầy đã tổ chức cho cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế là lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu, nên là cậu đừng có sợ. Con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nha chú. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em thấy hình Dũng nó kinh hồn chưa? Sau đó bao lâu thì mới coi như là có những chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau, thì lúc mà về trường rồi, người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng
xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là sau này đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư, xong thằng ấy nói còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, bảo là tớ thích cậu ấy. Lúc đó con trả lời lại sao? Vâng, thì con cũng đồng ý ạ. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông bê một cái một à. Vâng, đúng còn không? Con thì không trèo. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? À, nụ hôn thì có. Là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Rồi bây giờ tất con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm có bé chưa? Bọn con chưa ạ. Yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. Ồ, thế là bây giờ là muốn có em bé rồi. Đúng không? Em mời chúc luôn đi. Chúc cho hai con nghe. Năm sau sẽ có tin vui. Dạ. À, và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời đến với gia đình hai đứa. Dạ vâng. Vào cái vụ kia đi chị. Ừ. Các con hãy khui tật xấu của đối phương. Con chờ thời khắc này lâu lắm rồi ạ. Đây con nói đi. Sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Thế ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Thế hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá, xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá, thì cái này em không thiếu đâu. Đấy thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy. Một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy quá chi tiết. Ừ vâng, tại vì thật ra thì con cũng hay cãi ấy. Thế thì chồng con sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Còn cái tật xấu thứ hai, con không biết có phải tật xấu không nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế, thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, cái đó không phải tật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ấy. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm trong thể hiện tình cảm. Xong rồi nhớ lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, thể hiện tình cảm về không? Còn vâng, kinh hơn nữa. Vâng. Còn kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, ở khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ đó thương. Cũng không đến nỗi lời là tật xấu. Dễ thương con ạ. À. Kệ, rồi tiếp tục nào. Sao tôi còn tự thú hả? Gì con tự thú à? Sao? Con định xin phát biểu, đấy là con kể. Anh nói kể chưa? Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi được gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Nên là cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sợ. Thấy ổn rồi ạ. Giờ tới con đó Dũng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút, còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong mà kép hành hạ con. Hành hạ con sao đấy con? Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là nếu tối ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy. Mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt mà rồi, không chịu. Nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng đấy, rồi. Thì con ấy, thì con sẽ là người đi tắt. Đấy. Xem lại có thể như thế được. Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Từ đây em chỉ cần thò cái tay ra em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây đó, rồi anh làm đấy, đúng không? Còn nói như thế luôn. nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm đúng không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị dắt giả. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng rồi đâu. Cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip.
Thế bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì cứ chắp tay thế này này. Con tưởng con không biết là thế nào thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị rất giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ, sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông gia nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông gia. Ông ơi có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin. Thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng. Thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong. Và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Rồi bây giờ tiếp đi con. Còn làm cái gì nữa không? Sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Vợ con hơi quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ gì đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11-12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy, xong cái quấy lần một ấy thì đến quấy lần hai thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi, mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy, tại vì vợ con thì làm ở nhà còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện, xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy, kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào con thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Hoặc xuống nhà phải chở đi ăn. Có ạ. Có hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi, em khát nước quá mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Dương cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui. Nói chung là bọn con thi thoảng đi thôi. Ra chơi. Con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó, con nói đi. Con nhìn thành khẩn vào. Chắc con mong muốn là quấy như là quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Vợ con quấy tầm một tiếng thôi, nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa, chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì con cứ bênh đi nhá. Rồi, tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết. Đúng không? Vâng. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Anh ơi, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi, nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem với anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh không ạ? À? Tôi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống các chú. Em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn. Dạ, vâng. Và điều có ý nghĩa hơn, và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Dạ vâng. Chị Leo, ở đây 4 người, cô dâu là đẹp nhất. Bởi vì cô dâu mặc cái áo đầm thường lè. Cái này là màu hồng lạc, không phải lè. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em á là tên là Dương Công Lộc. Thì em là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Vợ em cũng là bác sĩ, hay Thành Nhã Yến. Dạ, hiện em là bác sĩ làm theo chuyên ngành là sản phụ khoa. Có lẽ là hai người gặp nhau là ở trong Bệnh viện Nhi Đồng phải không? Em với vợ em thì gặp nhau lần đầu tiên á, mặc dù là học chung trường nhưng mà lần đầu tiên tụi em gặp nhau là trên sân cầu lông của trường em, đó là một cái giải đấu. Thì em mới thấy là có một cô gái mặc dù là học trường y nhưng mà sao lại có một cái tướng rất là đẹp và rất là chuẩn.
Bắt đầu em để ý từ đó. Rồi em mới suy nghĩ là tại sao từ đó giờ mình lại đi theo đi kiếm ở ngoài nhiều quá. Chi mình đã có cái cục tình nhưng mà không có ai giống như vậy hết. Xin lỗi. Tức là lúc đó em bao nhiêu tuổi mà em đang có một chục cục tình rồi? À, lúc đó em chắc cũng chưa có lớn lắm. Em cũng khoảng 23 tuổi thôi. Đó, 23 tuổi. Tình trải dài trong bao nhiêu năm? Trải dài trong khoảng có 2 hay 3 năm trường đại học của em. Tại hao dữ à nghe. 3 năm mỗi yêu một chục cô dữ dằn à. Đó, ảnh thì ấn tượng em ban đầu vậy. Vậy thì em lúc đó là... Em ấn tượng gì đó không? Tới bây giờ nghe ảnh kể thì em bắt đầu hiểu được là tại sao lúc đó cái linh cảm đầu tiên của em rất là đúng. Có nghĩa là khi em nhìn ảnh tới gần em á là em đã có cảm giác là ông này rất là băng. Dạ. Nhìn ngay cái nhìn đầu tiên là ảnh đã là bị loại ngay từ dòng gửi xe rồi. Tại vì không đẹp trai mà nhìn mặt lão quách trong trường học, biết là trên mình một lớp mà đi học rất lâu mà không thấy ảnh xuất hiện, vậy là biết là anh này cũng không có chịu khó học. Cho nên là em ấn tượng đầu tiên của em là em rất là ghét cái anh này. Rồi cái điều gì á mà làm cho em vượt qua được cái cảm giác ban đầu là người ta muốn ưa mình mà mình cứ cố tình để mình đeo đuổi? Cái đó là em nghĩ là em đã có một cái kinh nghiệm dày về vấn đề tình trường rồi. Thì chỉ có một cô gái mà ở trong trường y thì em nghĩ chắc không có làm khó được em đâu. Cách nào? Thì em đã lấy được cái số điện thoại rồi. Thì em cũng lên kế hoạch là bây giờ em quyết định là cứ đi theo rồi làm quen. Cũng được khoảng vài tháng thì em thấy được là thôi bây giờ mình phải quyết định là phải viết cái thư để mà tỏ tình. Và phải viết cái thư tỏ tình làm sao để cho là có một mà không có hai. Tại vì mình là dân y, mình phải viết, không có giống như là nhà văn, không giống như nhà thơ. Có nghĩa là bác sĩ viết thư đó đúng không? Dạ. Dạ. Sao cái thơ làm sao? Dạ, bức tâm thư này chắc ghê gớm lắm mà. Em không hiểu là anh để bao nhiêu tâm huyết cho bức thư đó. Nhưng mà khi mà em đọc cái bức thư đó là em chỉ có ôm bụng một cười nghiêng ngả thôi. Tại vì một cái bức thư tỏ tình mà giống như một cái CV xin việc nha. Một cái đơn xin việc á hai? Dạ. Em mà đừng có nói cái thư đó có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do Hàn Quốc nha. Là nó giống như vậy. Thì cái mẫu là mẫu của một lá thư hành chánh. Và mở đầu rất là hùng hồn là anh sẽ nói cho em biết 5 lý do anh thích em. Gạch đầu dòng, 5 cái gạch đầu dòng. Thứ nhất là em xinh đẹp. Thứ hai là em giỏi giang. Thứ ba là em lễ phép. Thứ tư là em giỏi thể thao. Thứ năm là em hòa đồng với bạn bè. Chậm, xuống hàng. Và sau đây anh sẽ nói 5 lý do em phải thích anh. 5 lý do gì? 5 lý do gì? 5 lý do là việc đầu tiên á là em thấy được là em đã quen nhiều người nên em nghĩ là em đẹp trai. Mà em học y nên thành ra em là em học giỏi, mặc dù em không đi học. Còn chỉ đẹp trai nè, học giỏi. Và nhà em á là nhà có điều kiện, anh lễ phép với người lớn. Và cái quan trọng nhất đó là anh thấy em đẹp nữa. Hai cái đẹp nó chụp vô nó sẽ hay hơn. Trai học giỏi, con nhà giàu, lễ phép và biết chiêm ngưỡng sắc đẹp, biết thưởng thức cái đẹp. Là em vừa và cười kèm và theo lúc một đó câu kết thì... câu kết là câu, dạ, câu kết là chính vì vậy suy ra em sẽ phải yêu anh và anh thì đã yêu em, còn thời gian khi nào thì em yêu anh thì anh không biết. Trời trời gian trả lời rồi, đến khi nào thì ở đây mới chấp nhận là chủ quyền thuộc bên này? Tới khi mà vợ em cho phép em về nhà gặp mẹ. Thì thực tình lúc đó em cũng thấy ngạc nhiên lắm. Tại vì em quen nhiều lắm rồi mà chưa có ai kêu em về nhà gặp mẹ hết. Thì em cũng hơi lỡ rồi, cũng theo luôn, về nhà gặp mẹ luôn. Là sao em tự nhiên sao lại đeo về gặp mẹ? Thật sự là em thấy anh này ảnh đeo bám dữ quá. Nhưng mà theo như em điều tra thì cái quá khứ của ảnh khá là hoành tráng. Cho nên là em rất là sợ không biết là ảnh có thật lòng hay không. Thì em mới chơi một cái chiêu cuối cùng là bắt ảnh phải về gặp gia đình để coi mức độ nghiêm túc của ảnh như thế nào. Nhưng mà rốt cuộc là anh chị biết là ảnh đã làm cho cái chuyện đó nó cực kỳ nghiêm túc hơn mức em nghĩ luôn. Là sao? Dạ. Là cái sao? Bữa đó ảnh đến rất là sớm. Là lúc mấy giờ? Dạ. Em đến sớm là mấy giờ? Là 5 giờ buổi sáng, 5 giờ em phải dậy rồi. 5 rưỡi sáng. Hồi đó em đi học chưa bao giờ em thức tới 5 giờ hết á. Bây giờ phải đi thức 5 giờ. Thật ra là em có nhá cho anh biết á, là nhà em thường có thói quen là sáng dậy sớm để uống cà phê và nghe nhạc. Xong rồi mọi người sẽ đi làm. Cho nên là thường thì giờ giấc sinh hoạt rất là sớm. Thì anh mới canh ngay cái dịp đó anh đến luôn. Rồi sao nữa em? Chuyện gì xảy ra nữa? Rồi bắt đầu qua nói chuyện với mẹ thời gian thì em lại phải gặp lại một số chướng ngại từ gia đình của vợ em nữa. Đó là đầu tiên là em gặp anh vợ. Thì em không biết là anh vợ anh lại có ý nghĩ gì với em không nữa. Mà sau gặp em cái tự nhiên ra nói với em là bây giờ muốn quen em gái anh.
là phải thi đấu với anh 3 môn thể thao phối hợp. Mà 3 môn đó là gì? 3 môn đó thì em lựa. Thì ảnh thấy em là sinh viên y, thành ra chắc thể thao em cũng dở, thành ra ảnh cho em lựa luôn. Thì em mới lựa là cầu lông và bóng bàn với bia. Thì cầu lông là em là ăn là cái chắc rồi. Thì bóng bàn thì em cũng ăn, và đặc biệt là trong quá trình đi học y á là em đi đánh bia độ cũng sống. Rồi sao thi? Cái ngày thi sao? Thì thi xong rồi em ăn rồi thì em mới qua được một cửa, rồi thì lại gặp tới một cái cửa là mẹ của vợ em mới bắt là bây giờ phải đưa vợ em về nhà, giống như là để cho ba mẹ em biết luôn. Thế là về nhà bên em lại. Em có cảm giác giống như là em với vợ em quen nhau là phải la làng lên cho hai gia đình cùng biết là hai này quen nhau nha. Đừng thấy nó đi với ai người khác là phải la qua la lại cho biết rồi đó. Rồi qua bên nhà ảnh thì sao? Thì cái ngày mà qua nhà sáng, thì... nhà mà nghe nói là sáng sớm 5:30 em có mặc áo dài qua đứng trước nhà. Không, nếu mà đã vậy là phải 4:30 sáng rồi, sớm hơn nữa. Nói chung là em có kinh nghiệm rồi, cho nên là em không có đến cái giờ đặc biệt như vậy, mà em tới một buổi chiều. Và buổi chiều đó tình cờ là cái ngày sinh nhật của bà ngoại ảnh. Thì bữa đó là gia đình tề tụ rất là đông đủ. Thì em cũng đến rồi gặp mọi người. Nhưng mà có một cái chuyện là tới bây giờ em nghĩ lại em vẫn còn thấy hồi hộp. Sao cưng? Là tự nhiên ảnh dẫn em lên phòng riêng gặp bà ảnh. Thì lúc đầu em nghĩ là bác sẽ hỏi thăm mình về gia cảnh sao, con học hành sao, thì em cũng đã chuẩn bị những điều đó rồi. Nhưng mà không, bác hỏi ngày tháng năm sinh, ngày giờ sanh, rồi bác nhìn mình từ đầu tới chân luôn, rồi bác sờ lỗ mũi mình. Sau rồi cái em lúc đó là em run bắn lên, là em không nói được gì hết. Thì lúc mà về em mới nhất định em hỏi anh cho bằng được là bác có ý gì. Thì ra là sau này em mới biết là bác biết coi tướng. Cho nên ngày đầu tiên gặp mặt là cô tướng liền vui hả? Bà nói con nhỏ này được đó, nhưng mà có một điều hơi phải suy nghĩ thôi. Đó là ba nói là thấy ba không, thấy ở nhà ba làm sao. Ba rất là khép, rất là sợ mẹ, nói chung là ba rất là sợ vợ. Thì nếu mà con lấy cô bé này về thì có khả năng con sẽ giống cha. Ai dễ thương quá. Rồi coi như là bên ba em cũng đã đồng ý cô này, và má em cũng đồng ý anh này đúng không? Dạ. Rồi hai người đến bao lâu thì mới đám cưới? Dạ 3 năm sau khi quen. Wow. Dạ. 3 năm rồi mới đám cưới. Có nghĩa là mới cưới được đây 1 năm à? Dạ. Rồi sau khi đám cưới thì hai vợ chồng có phát hiện ra ở người vợ người chồng của mình có tật xấu gì không? Ông xã em á thì chỉ có một chuyện này thôi. Sau khi cưới về thì em mới phát hiện ra là anh ngoại tình một cách trắng trợn. Trời ơi, lớn rồi nghe. Rồi sao ngoại mà ảnh ngoại tình với một cái đối tượng á mà không đẹp hơn em nha, không có lôi cuốn hơn em, không có vui hơn em mà ảnh ngoại tình. Ai vậy? Bây giờ em nói. Ảnh ngoại tình với bệnh viện. Có nghĩa là ảnh nghĩa là đam mê công việc. Dạ đúng không? Rồi. Có nghĩa là từ lúc cưới về tới giờ là 24/24, lúc nào em cũng nghe ảnh kể về bệnh viện hết á. Mà ông xã em á thì trực một tuần là đã hết 2 đêm rồi. Anh chị biết là vợ chồng mới cưới mà buổi tối mà ngủ không có ông xã thì buồn lắm. Cho nên là thường á, khi mà ông xã ra trực về nhà một cái á, là em rất là muốn thể hiện tình cảm với ông xã. Em hay rút vô ảnh. Nhưng mà ảnh thì ảnh rất là vô tình. Nói là ảnh về ảnh mệt là ảnh không có quan tâm tới em nữa. Ảnh cứ đi vô ảnh nằm xuống anh ngủ thôi. Ủa thì mà... cái đó làm cho em cảm thấy rất là khó. Ngủ mà sao vậy? Thì đó ngoại tình đó em nghe hả? Lại... Tại vì nó mệt nữa anh. Tại trực một đêm của tụi em nó là hầu như là em không có ngủ. Rồi em về rồi lại gặp cái cảnh vậy thì thật sự á, lúc đầu á mình cũng cảm thấy có tội. Nhưng mà sau đó cái mình thấy không được, tại vì cứ vậy hoài cái mình mệt, mình không có quan tâm được. Rồi bây giờ có khắc phục không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng không phải là đòi hỏi quá đâu chị. Nhiều khi em chỉ cần một cái tin nhắn của ảnh trong đêm trực, hoặc là ảnh về ảnh kể cho em nghe hôm đó là ảnh như thế nào, hoặc là một cái câu nói là anh nhớ vợ, hoặc là sau đó thôi. Em cần những cái điều rất là nhỏ. Thì chị nghĩ vậy nè, có phải lúc mà cái cảm giác của em á, ví dụ như là mình đi trực về mình mệt quá rồi đúng không, rồi vợ mình cứ nhõng nhẽo, thì em nghĩ là cô muốn cái gì mà lớn hơn đúng không, cho nên em cảm thấy em mệt quá em chận cho rồi đúng không. Nhưng mà lúc đó là em cũng hiểu rằng vợ em chỉ cần một cái nắm tay này hay là một cái hôn nhẹ thôi, rồi sau đó em ngủ cô cũng mãn nguyện đúng không. Có một cái sự hiểu lầm nho nhỏ ở đây đúng không?
Sự hiểu lầm không hề nhẹ. Có thì bây giờ nếu mà hiểu rồi thì vậy đi. Bây giờ mệt thiệt là mệt đi. Chăng nữa thì cũng ở tắm rửa xong đó. Trời ơi cục vàng cục ngọc của anh. Ai nói được mới sợ. Đúng không? Em nghe lại rõ vậy cả. Cưng ơi cưng. Honey ơi anh mệt quá. Giờ anh ngủ nghe. Gặp lại em sáng mai cũng chịu. Đúng không? Thôi coi như là hôm nay đi quay chương trình xong tối nay em thử mình đứng dụng coi như thế nào. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Mẹ và chồng diện một cây trắng luôn ha. Đó. Con chào cô Hồng Trăng. Sao có cảm thấy hồi hộp run rẩy gì không? Run. Chồng em tay lạnh ngắt luôn á. Vậy dạ. Em nắm tay, mà chồng em lạnh như nước đá luôn. Nắm tay cái đi cho ông ấm coi nào. Đó. Bây giờ bớt chưa? Không có gì rung hết trơn á, coi như là mình chia sẻ, mình tâm sự với nhau thôi. Dạ. Đúng không? Kể cái mặt ông hốt bình tĩnh vậy các bạn. Ừ. Nói nghe nè, hồi nào bây giờ có lên chương trình TV nào chưa? Dạ, thưa chú chưa. Chưa luôn hả? Chắc chắn là chưa thì mới hồi hộp vậy chứ. Nó nghe nè, ở đâu em ở miền Tây đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, mới lên thành phố Hồ Chí Minh để mà tham dự chương trình Vợ Son này đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ. Ồ vậy đó hả? Dạ. Là ở quê ở đâu? Cưng ở đâu? Dạ, quê Sóc Trăng với con. Ở Sóc Trăng, con ở Sóc Trăng là con mới lên đây vào lúc mấy giờ? Con lên đây hồi tối hôm qua. Hồi tối hôm qua? Ờ, hai vợ chồng. Rồi tối hôm qua có đi đâu ở Sài Gòn chơi không? Dạ, tình hình Covid này không dám đi con. Không dám đi luôn. Không dám đi luôn, Covid không dám đi luôn. Hai đứa ở trong phòng thôi. Dạ. Có đi ăn rồi về ngủ rồi tới đợi tới lịch đi. Vậy đó. Thương hả? Không? Trời ơi, thương ghê không? Ăn cơm, mà con không dám ra ăn quán luôn á con. Hiểu hả? Dạ. Trời con ơi. Sợ hả? Dạ con nó sợ. Nghe nè, ở đâu cũng vậy à. Ở Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang gì cũng đầy rồi. Thấy không? Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy đó. Cứ thoải mái đi con, không có sao cả. Nghe. Đi phố đi bộ được, chơi lâu lâu lên phố Hồ Chí Minh. Đeo khẩu trang được mà, chơi, đâu có gì đâu. Rồi bây giờ các con hãy giới thiệu cho mình đi. Dạ con tên Hoàng Khương, hôm nay con 30 tuổi. Ừ. Dạ. Rồi Khương Hoàng làm Khương gì? 30 tuổi con làm nghề gì? Dạ con làm bên nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm ở quê ấy con. Con nuôi tôm á hả? Dạ. Ồ vậy hả? Mình nuôi là cá nhân gia đình mình hay là mình vô một cái tổ hợp nào đó? Dạ nuôi cá nhân con. Ở nhà mình nuôi nhiều không? Dạ mấy vuông. Nuôi cũng vài vuông. Dài vuông hả? Dài vuông là nhiều không em? Dài vuông là vuông là nhiêu ta? Một vuông với Sóc Trăng con là tính bao nhiêu? Cái ao khoảng 3.000 khoảng 3.000 mét vuông thôi. 3.000 mét vuông á. Wow. Một vuông. Wow, 3.000 mét vuông nhiều lắm á. 3.000 mét vuông nhưng mà một vuông nó khoảng chừng 1.000 mấy đúng không? Dạ dạ. Bộ dài vuông, trời tôi mà biết vậy hôm tối qua nhắn tin trước nha. Mua tôm khô. Đem tôm lên trang. Tôm đồ. Trời ơi, tức thiệt chứ. Có dịp lên ghé không? Rồi. Khi nào cô đi Sóc Trăng cô ghé. Khi nào cô đi Sóc Trăng cô ghé. Nha, ghé Sóc Trăng ghé ăn tôm em. Em gần lắm chị ơi. Nha, em dắt chị đi Sóc Trăng ăn okay. Tôm. Ok. Chắc chắn là mình không phải tốn tiền rồi đó. Đúng không? Dạ. Không lẽ bắt cô tôi trả tiền đúng không? Nhưng mà tôi con ở ngay Sóc Trăng ngay thành phố luôn không? Dạ con ở Cù Lao Dung với Cù Lao Dung. Vậy là phải đi xuống Bạc Liêu. Qua phà Cầu Quan á chú. Bến Tre qua phà Cầu Quan. Vậy là nó gần với Bạc Liêu không? Nó nằm giữa Trà Vinh với Sóc Trăng. Trà Vinh, ủa gì là trên này rồi. Dạ, trên Duyên Hải. Trên này rồi. Ủa mà hỏi chi ba chuyện đó phải hỏi gì nè. Tôm của nhà con bự không? Dạ nuôi tôm, bữa nay trốn ăn tôm đi. trốn đi mà nói chung là ý cô hỏi tôm là bự không? Doanh thu mình đang lành không? Nuôi thì khoảng ví dụ như nếu mà trúng thì cũng 60 con ký vậy con. Nuôi tôm thẻ trắng trắng con. Rồi. Ngon lành rồi, ông chủ dựa tôm. Khương đúng không? Ông bà chủ dựa tôm. Rồi. Và bây giờ tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con chào quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Nguyễn Ngọc, năm nay con 26 tuổi. Dạ con đến từ Sóc Trăng. Dạ. Nguyễn Ngọc công việc. Dạ hiện tại là con đang bán hàng online với lại là đang làm bánh đó cô. Vợ chồng này giàu quá em ơi, chịu hết nổi rồi. Làm bánh. Nuôi tôm nè, ha, đây làm bánh rồi bán hàng online, ghê thiệt chứ. Chắc bán... chắn là hàng online là chắc có tôm khô có nè, đúng không? Dạ. Bán bánh nè, đó thấy không? Hiện có này không? Hả? Hiện có nha. Hiện có. Dạ. Mà chủ yếu con bán online là về thực phẩm mà hay là dạ. Về về thực phẩm ăn uống rồi bánh luôn á cô. Sóc Trăng là dùng bánh mà, bánh bía đó chị ơi. Rồi bánh ú, bánh tét. Tức trong lòng á, phải biết là hôm qua nhắn tin riêng nói cho vợ là này có bánh bía ăn. Đúng rồi, nó mang một cần xé đồ lên. Trời ơi, tức chết trong lòng chứ. Sao? Biết rồi, chứ là sao quen. Rồi, bây giờ nè, hai đứa ở Sóc Trăng. Ủa nãy Ngọc nói Ngọc nhiêu tuổi? 26. 26, Khương 30. 30. Vậy là chắc chắn là đi mua bánh. Đi mua bánh và gặp cô này. Thế là cua cổ. Đúng không Khương?
Sao em nói là đi mua tôm? Dạ. Không, tôm, tôm biển đuôi vuông là chắc nó bán sĩ. Không bán sĩ mà. Ờ, bán sĩ đó vậy dạ. Hả? Ồ. Dạ, đầu tiên lúc trước là con quen vợ cũng như là anh em thôi. Dạ. Với anh em. Rồi sau này cái khoảng thời gian con đi làm bữa đợt giãn cách chỉ thị 16 xong con mới về. Vậy thì mới điện cho bạn rồi rủ vợ con đi ăn. Ủa nhưng mà con làm ở đâu? Con làm đi đâu mà con, về? Lúc trước thì con chưa nuôi tôm, con chạy xe làm tài xế á. Rồi. Chạy xe cam. Cam gì? Cam sành á con. Cam sành á. À dạ. Tức là trước đó là con trước, làm tài xế con vận chuyển cam. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Trong lúc dịch nó đâu có được về quê đâu. Giãn cách không có được đi khỏi địa phương. Rồi ở trên Vĩnh Long khi cái năm trời nên cái gần Tết mới về. Về xong rồi thấy vậy rồi con muốn làm quen. Quen là thấy vậy là thấy làm sao? Tức là trước khi con bị cách ly năm là con đã biết vợ con chưa? Chưa. Dạ con biết lâu rồi con. Biết rồi. Biết lâu đúng không? Rồi xong một năm trở về thấy đẹp mất hồn đúng không? Hết dạ. Hồn tự nhiên một năm xa cách xong về thấy đẹp mất hồn đúng không? Cũng là cái lúc mà muốn làm quen. Cái lúc mà đi làm đó cô cũng lâu lâu có nhắn tin với con hỏi là em dạo này khỏe không? Đang làm gì? Dạ biết gì thôi xong rồi khi mà giãn cách về đó là gần đâu 6 tháng hoặc cả năm mới về quê một lần. Không có bạn bè gì chứ cô. Dạ xong rồi cái điện của con em rảnh không? Đi uống trà sữa với anh. Dạ lúc đó là con khoảng 4 giờ mấy 5 giờ chiều á cô. Lúc đó là làm bánh nguyên ngày mệt quá, có bụng mà. Có người rủ đi ăn mừng quá. Rồi cái con nói anh rủ em đi. Dạ là lúc đó là lần gặp đầu tiên của hai vợ chồng con. Ủa nhưng mà là hai đứa biết trước khoảng mấy năm? Khoảng 3-4 năm á cô. 3-4 năm dạ. Là ủa nhưng mà tại sao lại lúc đó con có thấy là Ngọc xinh không? Sao không tấn công lúc đó mà đợi tới 4 năm sau? Rồi mới gặp lại rồi mới cua. Tại lúc đó con thấy có chồng con không để ý tới. À là Ngọc. Dạ con đã từng ly dị rồi cô. À lúc đó là Ngọc có gia đình phải không? Cho nên rồi, là con hiểu. Không có để ý đúng không? Rồi xong rồi á là con đi đâu con làm ăn xa xôi vậy này cái nọ đó. Xong rồi lúc vậy là một năm con trở về là lúc đó là Ngọc đã ly dị đúng không? Là hoàn cảnh Ngọc lúc đó là Ngọc độc thân đúng không? Cho nên con thấy vậy con nhảy vô đúng hiểu không? Rồi. Cũng biết con cũng biết lâu cũng biết là mẹ đơn thân nhưng mà con coi như người em thôi. Chắc tại chưa tới duyên á con. Nhưng mà mẹ đơn thân rồi con có mấy đứa con? Dạ con có hai bé cô. Hai bé. Dạ. Bé lớn của con 5 tuổi với lại bé nhỏ 3 tuổi. Dạ. Rồi. Rồi là bây giờ là con chung là có chưa? Dạ chưa cô. Chưa. Dạ. Nó mới đây à đúng không? Mới cưới khoảng 2 tháng. Rồi bây giờ. Con mới cưới 2 tháng hả? Dạ. Như vậy là con quá lời. Trời đất ơi, nó là trâu mà có tới hai con nghé luôn á. Ớn thiệt chứ, quá ngon luôn. Ủa nhưng mà là sau khi con gặp lại Ngọc là cho tới lúc con cưới là cách nhau bao nhiêu tháng? À, khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng đó, có nghĩa là lần gặp lại rồi đó bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Gặp lại cái lúc uống trà sữa xong qua ngày hôm sau là tụi con tại vì ảnh còn ở nhà. Ảnh rủ con đi chơi. Xong rồi đi chơi xong rồi cái ảnh rủ đi vô quán karaoke, mình karaoke đi tại vì lâu quá rồi anh không được vô. Dạ vô chỉ có hai anh em thôi, vô ảnh ca hay lắm luôn cô. Mê giọng ca. Dạ là sang ngày thứ ba là con với ảnh quen. Rồi xong rồi 3 tháng sau là làm cưới. Dạ không, tại ông đám nếu mà đám cưới là chắc khoảng tầm 1 tháng. Là một tháng sau là đám cưới. Tháng cưới luôn. Dạ, vậy là bây giờ cưới được 2 tháng. Dạ cưới được 2 tháng. Vậy là tổng cộng vừa quen vừa cưới là 3 tháng. Dạ. Là mới đây thôi. À? Mới đây thôi. Con cưới hôm bữa 29 26 Tết đó cô. Ồ, vậy đó hả? Ông tấn công sao mà 3 ngày đồng dính liền nghe. Hay thiệt. Ngoài cái giọng hát của ông. Gọi là chưa bằng nó đi gọi là gì? Đi gọi là đi sau mà về trước á. Ha, người ta đi trước về sau, đây mình đi sau mà về trước luôn. Mà lu đu giác cái luôn nó chạy. Thiệt chứ. Mà chạy quá nhanh luôn. Để 3 tháng, 3 ngày quen ta luôn. Rồi hai đứa nhỏ cưng ba không? Dạ hai đứa nhỏ bây giờ là bỏ con qua một bên. Không thèm ngó ngàng tới con nữa. Cưng ba đúng không? Dạ thương ba luôn. Bây giờ là con đụng vô ba không được. Dạ con không đụng vô ba được luôn. Ôi, lúc nào cũng ba con nó mẹ ba con nó con thương ba con lắm. Ủa sao con hay vậy? Con hay vậy đâu chia sẻ bí kíp coi. Dạ lúc đầu con có mẹ cho ba mẹ vợ cho nhà chơi. Thì thấy hai đứa nhỏ thấy thương quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi con mới thấy vậy thôi. Con về nói với mẹ con
Nơi hồi đó thì cha mẹ con khó lắm. Không có chịu kiểu như là mẹ tương thân. Mà sao không biết gặp vợ con rồi cái mẹ chịu. Với hai đứa nhỏ rồi cha mẹ chịu. Rồi mấy con mới nói vậy thôi vậy cho cưới luôn nha. Vậy hả? À. Là đứa trai đứa gái hay sao? Dạ hai đứa gái con. Hai đứa gái. Bởi vậy nó cưng là đúng rồi. Ơi vậy hả? Nhưng mà chắc Khương... giống mẹ hả? Chắc giống mẹ ha. Hai đứa gái chắc giống mẹ lắm đúng không? Xinh xắn đúng không? Dạ. Khương Khương có đưa Ngọc về ra mắt mẹ mình không? Dạ có. Hay là chỉ kể về cái hoàn cảnh của vợ thôi, của Ngọc thôi. Lúc đầu mình có nói nhưng mà sau này có giảm. Tức là mới đầu nói nhưng mà mẹ thì rất là khó luôn á. Mẹ ba với mẹ khó hết luôn. Khó. Nhưng mà khi gặp rồi nhưng mà khi gặp rồi á thì là thương vợ con với hai đứa nhỏ đúng không? Cho thấy hoàn cảnh vậy đó là mẹ thương. Rồi bây giờ hỏi câu này không phải đào bới đâu nha. Trước khi gặp Ngọc thì con có người yêu không? Con có nhiều mối tình không? Dạ nhiều lắm cô. Xinh lắm. Còn gái xinh gái đẹp không à? Đúng rồi, dân tài xế mà em sao vậy? Không thấy nó hiền quá à. Không, hiền quen. Hiền dắt cái luôn chạy em thấy hả? 3 tháng trời mà quất luôn một đàn vừa ngé vừa trâu trời ơi. Hồi lúc đó con đi con học hết lớp 12 là con đi nghĩa vụ xong rồi con mới đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan á. Là anh thấy cũng có chồng rồi con không ý. Thì trong lúc thời gian mà mình thanh niên mà phải có người yêu thôi, phải có con cũng trải qua hai mối tình. Hai mối tình ở bên Đài Loan hả? Việt Nam? Dạ Việt Nam, yêu xa không anh chú? Yêu xa đúng không? Ủa nhưng mà là thật ra là trước đây là con cũng đã thích thích Ngọc rồi đúng không? Dạ chưa, nói chung là như anh em không có thích chứ. Con cũng không nghĩ là biết nhau như anh em thôi. Rồi rồi như vậy là tụi con mới có lấy nhau 3 tháng rồi đúng không? Dạ, 2 tháng tính luôn cái thời điểm quen là 3 tháng. Nhưng mà trong cái lúc mà gặp Khương á thì trong 3 cái ngày mà trước khi mà tụi con yêu nhau đó, tức là con có kể về cái hoàn cảnh của con. Có nghĩa là chia sẻ của con với Khương. Con có chia sẻ, tức là chắc chắn là Khương, tức là con gặp lại con mới chia sẻ hay là trước hồi lúc mà khi con bắt đầu ly dị làm mẹ lương thân á, thì con có tâm sự với Khương không? Ừ, dạ có, lâu lâu anh em cũng có hay nói chuyện với nhau á cô. Là nói trước khi là yêu nhau mà lúc gặp con sau này mới nói là kể hoàn cảnh vậy á. Con thấy vậy con thấu hiểu được con thương vợ con. Lúc mà con ly dị đó cô, mình anh con nuôi hai bé và đỡ một cái là có ngoại con phụ. Chứ nhưng mà không có ngoại thì con lúc đó con rất là cực, tại vì hai bé nó nhỏ cô, nó hay bệnh nữa. Bé 5 tuổi, bé 3 tuổi. Dạ đúng rồi, bé 5 tuổi với bé 3 tuổi. Bệnh là mình nó lúc nào cũng bệnh một lượt chứ, tại vì nó ở chung nhà cô. Xong rồi con hai ba nước hai bên này nè, con vừa lao nước hai bé. Cực lắm cô. Cô biết mà. Dạ. Có nghĩa là một mình con mà con phải làm cái chuyện đó, vừa làm cha vừa làm mẹ ha. Vừa lo kinh tế mà vừa lại phải chăm sóc. Dạ biết cô làm mẹ cô cũng hiểu. Cô hiểu mà. Cho nên là khi mà Khương biết cái hoàn cảnh của con vậy là Khương thương liền. Đúng không? Đúng không? Thương liền. Dạ. Rồi cô hỏi thiệt nha, con thương hai nhỏ hơn hay thương vợ hơn? Lúc đầu con thương hai đứa nhỏ. Thương hai đứa nhỏ đúng không? Thương lắm luôn. Tại vì á khi bé nó nhỏ vậy là lúc mà nó bám víu vào cứ là nó giống như mình gần như là một cái điểm tựa cho nó vậy đó. Mà đã vậy nó lại khao khát được có cha đó. Thì nó khao khát đó, tự nhiên nó giống như nó tìm gặp ở con tất cả những cái gì mà nó đang ước muốn á. Thành ra là nó sẽ rất là thương Khương. Nhưng mà đó. Chị Một biết không, khi mà Khương nói là thương hai đứa nhỏ nhiều hơn thì chắc chắn cô này hạnh phúc chứ, hạnh đúng không? Cô biết là con rất hạnh phúc cho nên cô rất muốn hỏi cái điều đó là vì lý do đó. Và rồi. với bạn Khương á, thì chắc chắn là bạn không có biết đầu môi chót lưỡi, bởi vì bạn này là một người cực kỳ thật thà. Đúng không? Đúng. Thành ra là tất cả những gì mà Khương nói á, là sự thật. Cho nên cô phải chúc mừng con, bởi vì mặc dù thời gian ngắn thôi tụi con tìm hiểu và đi đến với nhau, nhưng mà tụi con đến với nhau bằng một cái tình cảm mà nó không phải là nó là tình yêu đơn thuần, mà nó là tình thương và tình yêu. Cái đó là cái rất là bền mà con rất là may mắn. Thành ra là cô mong á, là Khương à, con cứ giữ cái tình yêu của con bây giờ dành cho hai đứa nhỏ. Và con có biết không, con nít nó ngộ lắm. Nó giống như là tờ giấy trắng á con. Con vẽ cái gì lên đó thì con thu lại sẽ là cái điều đó. Ví dụ như con vẽ và trái tim cho nó thì cái con thu về sẽ là trái tim. Con nhớ vậy nha. Con thương nó là sau này là con, nói chung nó trả lại hết
tức là nó, con hiểu con sẽ có lại hết những gì mà con đã cho tụi nó. Dạ. Con nghe, con nhớ nha. Không những thương thương ba mà lại là thương ông nội bà nội nữa. Quá tốt rồi. Ông nội bà nội lúc nào cũng thôi con về nội con à, con về nội con. Dạ, nhưng khi ở bên nội con bước về không chịu về luôn con. Đó thì cha ông bà nội thương thiệt. Dạ, ông bà nội thương con lắm. Mà con ai thương nó là nó thương lại. Dạ. Nó không có giả dối được. Con thành cảm thấy là cô con phải chúc mừng con đó, con quá là may mắn luôn. Dạ, con thấy con may mắn khi con có được chồng thương và thêm nội, gia đình nội thương. Quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ là các con mới lấy nhau được 3 tháng. Thôi bây giờ mình tới tiết mục vui đi. Nghe. Tiết mục kể lễ đó. Khi con kể về cái hoàn cảnh của con á, thì chắc chắn là khán giả xem cái đoạn này cũng rất là xúc động. Thôi mà bây giờ tới cái đoạn này cho nó phá không khí đi, cho nó vui lên đi. Cho Khương nó bớt buồn, mặt buồn quá. Đó, bây giờ hỏi nè, lấy nhau về 3 tháng trời thì có phát sinh những cái tật Khương xấu? Nó có tật xấu gì? Đó. Dạ. Và hoặc là giờ... không, nó tật xấu thì nhiều khi nghe em em bị sốc không? Khương có cái tật gì mà con chưa hài lòng không? Đó. Dạ, chồng con thì hầu như là ảnh tốt đó cô. Dạ, chỉ có ảnh nấu ăn cũng ngon, thương vợ thương con, làm xong trong nhà phụ con rồi lại ra ngoài ngoài ruộng á, ngoài đồng nữa. Nói chung là ảnh rất là cực. Thương lắm, con thương lắm. Chỉ có một cái tánh là ảnh hơi nóng thôi. Hơi nóng. Dạ. Mỗi lần nóng lên thì hơi sao? Cọc phải không? Dạ, hơi cọc. Nóng cỡ nào đâu, kể cho một chuyện nghe chơi coi. Tại cô không hình dung được Khương nó nóng sao. Mắt ảnh buồn vậy nè. Mặt ảnh hiền khô. Mày hiền khô mà không biết lúc ảnh nóng, ảnh nóng sao nè. Tôi đang nóng nha bà. Ảnh nóng. Hiểu không? Mặt vẫn buồn vậy nè. Tôi đang nóng nghe bà. Tôi đang rất nóng đó. Nóng mà thấy ngủ ngắt không à? Ừ. Tại sao con mỗi lần nóng cái cơn của nó là cỡ nào? Con kể thử một lần nóng rồi cô nghe coi. Ảnh mà nóng lên là kiểu như là một người khác vậy đó cô. Con sợ lắm bởi vậy. Có đập đồ rồi có dạ không hết. Đập đồ này kia thì không, chỉ là tại vì con người hay mềm yếu á. Rồi con thấy mỗi lần con làm cái gì sai hay là sao, ảnh chỉ cần lớn tiếng với con thôi là con đã sợ, con đã cảm thấy là con buồn, con bởi vì con rất là sợ. Thế là khi ảnh nóng anh giống như một con người khác luôn. Dạ, hả bởi vì dạ con chỉ muốn cái kiểu như là con ví dụ như bình thường con không có gì chứ, nhưng mà con bực bội con hơi khó chịu, kiểu như là con muốn cái gì nó chỉnh chu hơn xíu vậy đó. Cái gì anh cũng muốn hoàn hảo, con muốn cái gì nó cũng phải là nó gọn gàng chỉnh chu. Khi đi làm mệt về thì con muốn thấy nhà cửa nó con nít nó quậy á. Con thấy nhiều lúc con nó quậy mà con thấy hơi bực bội, quậy mình cọc luôn á. Rồi đâu không con nói chung nó quậy thì con không có gặp, nhưng mà vợ con kiểu không quan tâm, lo làm bánh nhưng mà không quan tâm hai đứa nhỏ, không mục đích là ảnh không quan tâm hai đứa nhỏ là con kiểu như là làm bánh rồi hai đứa nhỏ nó chơi vậy rồi con thấy vậy con nhiều lúc cũng hơi bực. Là ảnh muốn cho con là bớt công việc làm bánh thì lại là đi giao đồ lại quan tâm hai đứa nhỏ thôi. Dạ không muốn cho con làm nữa. Anh nói lớn thì anh nói cỡ nào đâu, lớn cỡ nào đâu. Là anh nói hét là vừa có hơi nạt thôi chứ không phải, tại vì bên la quá cũng đâu có nên đâu con. Tại vì mình làm chồng khi hơi nói lớn tiếng thôi chứ không phải là la làng. Rồi hiểu lớn vậy tiếng. Mà sao nó sợ dữ vậy? Nó nói nó sợ lắm, mỗi lần mà con mà nóng lên là con như con người khác vậy đó, làm nó sợ kìa. Dạ tại bên này người ta mềm yếu thì tại hiện tại con rất con bình thường rồi, con hiền lắm, nhưng mà con quạo vô con hơi la. Rồi chú hỏi nè, thường là mấy ông mà đi nuôi tôm á, mấy ông mà đi ra ruộng làm á, là bao giờ cũng vậy, ngày nào cũng một xị, hai xị, hoặc năm xị chẳng hạn, thì bạn này có uống rượu không? Dạ không cô, không biết nhậu. Ít lắm chú. Dạ. Có bạn bè kia mới nhậu. Có gì thì kia là không phải cái chuyện đó, đúng không? Dạ. Rồi có ghen không? Con thì không có ghen với chồng con. Đang hỏi chồng con mà. Chồng con. Mày đang kể xấu chồng con không? Mà. Có ghen không? Chồng con thì lại ghen với con. Ghen sao? Ghen gì? Dạ kiểu như là lúc nào cũng muốn em đi giao đồ là anh phải đi với em. Dạ. Em lúc nào cũng kiểu như hai vợ chồng muốn làm cái gì đó là hai vợ chồng. Dạ đi đâu là phải hai vợ chồng hết. Dạ. Không có muốn con đi mà nên. Không phải đâu cô, nhiều khi con sợ người ta nói. Người ta sợ nói bắt vợ làm gì đó. Rồi, sợ mang tiếng là bắt vợ làm. Chia sẻ với vợ mình. Nó không hay. Anh con nhiều lúc khi con muốn đi theo. Cái phần ở dưới lộ đang làm con.
chạy xe em khi cầm một tay cầm bánh một tay đi giao á thì em thấy nguy hiểm. Nhưng mà là vợ mà đi một mình mà giao bánh cho khách hàng là nam chắc con ở nhà chắc cũng bình thường thôi chứ. Bình thường đúng không? Dạ. Không có gì đúng không? Nhưng mà nhiều lúc có mà nhắn tin tài tài con hơi bực bội, nó nhắn tin gì hoài vậy, nhắn mày không ngủ thì nhắn tin hoài. Nhắn tin cho khách hàng là nữ là nam gì ổng cũng khó chịu hả? Dạ, tính vậy đó. Không, tức là ghen nó nhiều kiểu lắm em ơi, nhiều khi á không quan tâm tới chồng, không quan tâm tới con mà cứ ôm cái điện thoại, cho dù là làm ăn, cho dù là kiếm tiền cũng vẫn bực, đúng không con? Giống như mình cảm thấy mình bị bỏ rơi bên lề cuộc đời vậy đó. Tiền đối với em là tất cả ư? Phải là tôi là các con chứ, đúng không? Rồi sao, còn đặc gì nữa không? À, dạ không cô. Hết rồi. Dạ. Đó, là chỉ có là hơi mong muốn đi, thôi mong muốn thay đổi luôn. Rồi nóng tính, hay lớn tiếng. Vậy thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ con chỉ mong muốn là chồng con nói chuyện khi mà mình nóng lên á, mình kiềm chế bản thân mình xíu, suy nghĩ những lời mình nói. Dạ. Nhiều khi những câu nói mà mình cảm thấy đơn giản nhưng mà mình nói với người nghe thì người nghe ta cảm thấy nặng nề. Đó là tổn thương đúng không? Dạ. Rồi giờ tới con đó Khương. Chứ thật sự là chồng con rất là thương con. Tới con đó. Giờ con có những tật xấu nào? Anh cứ nói đi. Dạ con nói chung là nó biết, vợ con là biết công ông con gia gia hạnh chứ. Cái gì? Công dung ngôn hạnh. Công dung rất đó. Là công dung ngôn hạnh. Là giống như bên chồng anh vợ sắm hòa đồng đó. Nhưng mà con nhiều khi con muốn như vợ thay đổi là làm cũng phải biết trừ thời gian lại dành cho tụi nhỏ, với gia đình. Hết. Đúng rồi, nãy cô thực ra là cô không cần hỏi con, cô cũng biết là cái mong muốn của chồng con á. Con thấy không? Tại vì vậy nè, con biết sao không? Chồng con á thương con, rất là thương con. Cô đã nói là chồng con vừa yêu con mà vừa thương con. Thành ra là chồng con mong muốn những một cái điều, nó có những cái điều mà có thể là nó là về phía của ảnh thôi. Là anh chỉ muốn con được thảnh thơi một chút, muốn con phải lo cho bản thân nè, lo cho chồng nè, lo cho con một chút. Cái chuyện kiếm tiền á thì là có thể là san sẻ cái điều đó cho chồng đi, chồng làm được. Đó, nhưng mà cô biết là vì sao con đang có cơ hội, con dễ kiếm tiền hơn. Cho nên là con mê. Tại vì sao? Chồng con không phải là, vợ con không phải là muốn kiếm tiền mà để chứng tỏ hay muốn gì đâu. Mà tại vì sao? Thứ nhất, vợ con là luôn luôn cảm thấy là ví dụ cơ hội nó đến là phải làm, phải chia sẻ với chồng. Bởi vì sao? Con đã gánh quá nhiều rồi. Con gánh cả ba mẹ con. Con mang đến cái tình yêu, đến cái tình thương và cái sự hạnh phúc cho vợ con quá nhiều. Cho nên vợ con rất muốn làm cái điều là cùng với con để mà chung tay lo cho cái gia đình mình nó thoải mái về kinh tế, về tất cả mọi thứ. Dạ, đúng đó rồi. Là cái điều mong muốn của vợ con. Chứ không phải là vợ con không quan tâm đến con hoặc là mấy đứa nhỏ. Có nghĩa là vợ con đang làm một cái việc mà trong cái vòng quản lý của vợ con được. Ví dụ như vừa làm bánh nhưng mà em vẫn coi con được. Có thể là con nó không được là chỉnh chu như con của những người khác là có người hầu kẻ hạ kế bên để sạch sẽ. Nhưng là vợ con control được cái việc đó. Và chắc chắn là con của con nó sẽ không bị một cái gì mà gọi là thua thiệt với người khác đâu. Đó, con yên tâm. Thế nhưng ngược lại thì chồng con muốn bù đắp cho con. Bởi vì con đã quá cực rồi. Con quá cực rồi cho nên chồng con muốn bù đắp cho con. Cho nên chồng con bị sót. Bị sót. Vừa sót con nè. Mà lại vừa hơi ghen tị một chút là trời ơi sao mà bà cứ lo, bà kiếm tiền kiếm bạc, bà không quan tâm tới mình. Rồi hai đứa nhỏ nó vậy mà không chịu người lo này kia nọ. Đó là những cái mà cái cảm xúc nhất thời của chồng con. Đó cho nên là chồng con mới vì sót quá cho nên mới bật lên thành một cái, tức là cái cọc á. Vì thương quá. Sau này mà ví dụ con thấy là hết cọc rồi là con thấy cái bộ hơi nhạt nhòa tình yêu rồi đó. Nhưng mà theo cô thì như vậy nè. Con control cái âm vực trong cái giọng nói là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về từ ngữ. Con hiểu không? Ví dụ nhiều khi mình bực quá mình nói những cái từ ngữ á, nó sẽ khó nghe một chút. Rồi vợ con nó tủi thân. Tại vì sao khi mà vợ con đến với con là vợ con đã là một người phụ nữ, đã có hai đứa con rồi. Lúc nào vợ con cũng sẽ có một cái mặt cảm riêng. Con hình dung không? Nhiều khi không nói với con nhưng mà tự vợ con sẽ có cái mặt cảm đó. Cho nên thành ra bất kỳ một cái gì mà nó giống như là nó đụng chạm đến cái cảm xúc đó là vợ con sợ liền. Con hiểu cái cô không? Dạ, con hiểu. Đó, cho nên nếu mà con thương thì thương cho trót. Hình dung không? Thương hết luôn, thương hết cả cái cực của nó. Thương hết cả cái mà hy sinh của nó, thương hết. Nhưng con sẽ từ từ nhỏ nhẹ, con nói nó sẽ hiểu.
hiểu để mà dành cho chồng con mình thời gian của mình nhiều hơn nha. Rồi đúng không? Con muốn nói gì với chồng không? Con không có suy nghĩ gì nhiều, tại vì nhiều khi con nói ảnh đi làm về hơi bực xong rồi về rồi thôi, chứ đó giờ hai vợ chồng con chưa giận nhau quá một tiếng đồng hồ cơ. Ok, vậy là quá tốt rồi. Dạ, quá rồi. Ảnh kiểu như ảnh bực xong rồi là ảnh sẽ trở lại ảnh hồi ảnh năn nỉ con thôi. Nãy anh lỡ anh lớn tiếng với em rồi thôi, giờ cho bỏ qua cho anh đi. Nãy tại anh nóng quá nên anh không có suy nghĩ. Dạ rồi, xin cảm ơn hai chồng nha. Dạ. Rồi.